trên dưới 200 triệu thì mua xe gì đi tốt dùng bền. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Xe Tải đây. Ngày hôm nay thì tất nhiên rồi, với một cái chủ đề nó không mới, nhưng có lẽ rằng rất là nhiều quan tâm và rất là nhiều người hỏi trong tuần vừa qua, với cái tầm tài chính 200 triệu thì tôi có thể mua một cái chiếc xe như thế nào, nên mua K3000 hay đầu tư thêm khoảng đâu đó 50 hay 100 triệu nữa mua xe mới, hoặc là mua những chiếc xe đời 15, 16, 17 nó cho nó cao, nó đi nó ổn định hơn. Vậy ý kiến nào là hợp lý, ý kiến nào là đúng thì tôi sẽ phân tích và đánh giá chi tiết với tất cả quý vị và các bạn trong clip này ngày hôm nay bạn nhá. Thì đằng sau tôi đây hai bên, một chiếc xe đời 09 và một chiếc xe đời 10. Về đời nó không hề cao, bảo đẹp xuất sắc nó không phải là đẹp xuất sắc như đời 15, 16, 17 này. Nhưng liệu nó còn ổn định hay không thì nói luôn cho nó vuông, 10, 09, 11, 12, 13 là ổn định lắm rồi. Thực tế không phải ai cũng có 200 triệu để mà đầu tư một chiếc xe để mà phát triển kinh tế đâu. Những ai đó mới bắt đầu như tôi 50, 100 lên từ những chiếc xe nhỏ, dần dần nếu có 100, 101, 102, 103 chúng ta có thể mua những chiếc xe nhập khẩu 03, 04 nó vẫn tốt mà. Đó cũng chính là cái lý do tại sao bây giờ quá nhiều những dòng xe máy điện, xe tàu cũng có đời cao, giá rẻ bình thường, tại sao người ta chưa lựa chọn mà vẫn tin tưởng lựa chọn Kia trong phân khúc xe tải nhẹ. Nó có lý do của nó. Máy cơ lật được cabin lên anh em ạ, lật được cabin lên. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Như chiếc xe này đời 2009 thì 10 hơn 15 rồi. Hơn 15 rồi thì đây anh em có thể thấy rằng đấy, anh em có thể thấy máy nó vẫn khô, động cơ vẫn tốt, vẫn cõng tải, vẫn chở hàng được. Tất cả những phần chassis nó không hề mục mọt, không hề cong, không hề võng. Và anh em nhìn thấy chưa? Đằng trước nó là những lá nhíp. Chúng ta trở lặng thêm, chúng ta có thể độn thêm những lá nhíp vào. Hoàn toàn có thể chỉnh bằng cơ, bằng cơm, ngay cái phần bơm này. Bơm này bơm cơ. Đấy. Phần bơm này thì nếu là cái chiếc xe đời cao bây giờ thì chúng ta rất là khó, thậm chí chưa ai động chạm để mà có thể tăng cái công suất cho động cơ. Nhưng như chiếc xe này thì ở đây nó có đây con ốc này, có thể điều chỉnh, đây là điều chỉnh con ốc, điều chỉnh cửa dầu đấy, có thể điều chỉnh cửa dầu. Và ở đây có những cái lọc, có rất là nhiều hệ thống lọc. Và vì nó là máy cơ cho nên là khi mà sửa chữa, khi mà chúng ta bảo dưỡng bảo trì nó vô cùng dễ dàng và rẻ. Nó khác với dòng xe máy điện. Hiện đại thì hai điện, tôi không cổ suý cho những chiếc xe đời cũ, tôi không phải đi ngược với thời đại. Tuy nhiên nó tùy vào cái công việc và thời điểm mà chúng ta lựa chọn. Những chiếc xe máy cơ như thế này nó sẽ phù hợp với anh em nào mà chở hàng cõng tải nhiều, đi đường xấu nhiều. Những chiếc xe máy điện thì nó phù hợp với anh em nào mà chở đúng tải, mà đi đường ở những vùng như là thành phố, nội thị thì nó sẽ có sẵn những cơ sở để sửa chữa. 09, 10 không phải đời quá cao nhưng còn ổn định. Đây, anh em có thể nhìn chiếc xe 10 của tôi. Tất cả tổng thành khi mà quay lên, tất nhiên người ta bảo là cứ xe đẹp mà quay lên, tội gì mà quay phải xe xấu đúng không? Nhưng phải nói một điều, nếu mà xét về đời, có những chiếc xe và có những ý kiến bảo rằng 09, 10 tại sao với 200 đắt thế, đắt như ma ấy, ai mua. Nhưng có những chiếc xe 107, 108, liệu bạn đã dám mua chưa? Liệu bạn có mua không? Phải nói là liệu bạn có mua không? Tiền nào thì vải lấy. Tôi không nói rằng những chiếc xe ít tiền là đẻo là không nên mua. Nhưng nếu mà chúng ta xác định rằng chúng ta mua một chiếc xe để mà đi làm, để mà nó ổn định, cố một chút 5 triệu, 10 triệu trong tầm kiểm soát của chúng ta thì ok, cố quá thì không lên. Và cái câu hỏi rằng với tầm 200 triệu liệu có nên vay mượn thêm, cố lên tầm 100 triệu nữa mua K165 để cho nó hợp lý, đẹp hơn, tải to hơn hay không? Thì nếu bạn cố mà không phải quá cố thì ok. Nhưng nếu hàng của bạn nó phù hợp, nếu mà hàng của bạn mới bắt đầu gọi là một tháng chở được khoảng 5-6 chuyến, 10 chuyến, 10 chuyến thỉnh thoảng mới chở thôi, gọi là chở hàng thuê, gặp cước mới chở thôi, thì tội gì phải mua xe đắt tiền. Chúng ta có 300 triệu chúng ta mua xe 200 triệu, 100 triệu chúng ta để đầu tư. Tôi không giỏi đến mức là dạy ai cả, nhưng ở đây tôi thấy thực tế rằng nhiều anh em
Có anh em khởi nghiệp mua xe về khởi nghiệp thành công, nhưng cũng có rất là nhiều anh em khởi nghiệp thất bại, mua xe về rồi tháng 2 tháng lại bán cho tôi. Rất nhiều trường hợp anh em mua chung xe với nhau để cùng làm với nhau, nhưng năm bữa nửa tháng hai anh em cãi nhau lại bán xe đi, rất là dở hơi. Và khi mà mua xe và bán, mua xe lại bán thì chắc chắn một điều là lỗ, chắc chắn là lỗ, lỗ rất là nhiều. Nhưng với dòng Kia thì tôi nói luôn, cái khấu hao trong khi mà bạn mua đi bán lại ấy, trong vòng 1 năm, 6 tháng là 1 năm, 1 ngày nó như nhau, mua đi bán lại ấy, thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 20-25 triệu thời điểm này, 20-25 triệu. Còn tùy chất lượng xe, tùy chất lượng xe. Nếu mà xe không lỗi nhá, nếu xe không lỗi, còn đi mua xe, những cái lỗi như thế nào tôi đã chỉ rất là nhiều ở trong clip trước rồi. Đâm va là lỗi. Máy thì tôi đặt nhẹ, tại vì là máy chúng ta sờ được, xem được, thực tế được, thử được. Và một câu hỏi nữa nhiều anh em hỏi này, cái đời này thì máy nó ra chưa, máy nó làm chưa? Thì thưa với các bạn, điều này nó chưa quan trọng, mà không quan trọng một xíu nào. Nếu mà máy nó chưa làm mà nó còn tốt thì cái người bán sẽ nói vô cùng hay, vô cùng ấn tượng về chiếc xe đấy. Còn máy nó làm rồi thì bạn coi như là một lẽ bình thường thôi. Tại vì sao? Hơn chục năm rồi, cái bóng điện nó cũng có liên hạn, đúng không ạ? Cho nên cái việc máy làm rồi không quan trọng. Quan trọng là khi mà chúng ta nhìn bằng mắt, khi chúng ta thử trực tiếp thì động cơ nó phải, nó không có tiếng gõ, và hiện và hơi nó tốt. Và làm thế nào để biết một khối động cơ nó tốt? Bây giờ bình thường chúng ta nhìn thôi thì chúng ta thấy rằng là khô ráo sạch sẽ là nó ăn điểm đầu tiên, đúng không? Và khi mà chúng ta khởi động lên thì bạn mở lắp dàn cò, mở lắp bình nhớt này ra đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng nếu mà nó đẩy hơi khói lên thì đó là một chiếc xe mà chắc mang kém. Nhưng mà cái phần máy cơ này nó cũng đơn giản, thì tất nhiên nó trừ những chiếc xe mà khi chúng ta cảm nhận, quan trọng là chúng ta cảm nhận nhá, khi chúng ta đạp lên nó có vuốt ga hay không. Với cái điều kiện rằng là tất cả cửa dầu, tất cả bơm, mọi thứ là nó ổn định rồi, khi đạp chúng ta có vuốt ga, khi mà chúng ta chở có hàng chúng nó có vuốt ga, nó có đạt tốc độ tầm 70-80 mà nó cảm nhận theo nhịp điệu của chân ga hay không, thì máy thì chúng ta mới biết được là máy nó có tốt hay không. Còn đâu là bây giờ ấy, bây giờ thực tế rằng để mà mở lắp nhớt ra mà anh em nào mà đi mua xe ở đâu đó, thậm chí là mua xe của dân luôn, bây giờ dẫn giảm luôn vô cùng nhiều, người ta giảm dân, người ta bán hàng bình thường. Cái quan trọng là tốt nhất là chúng ta chúng ta biết về xe một chút, thông tin về xe một chút, lựa chọn những cơ sở uy tín và xem bằng mắt là một phần thôi. Quan trọng là chúng ta phải cảm nhận khi chúng ta lái thử chiếc xe nó có vút hay không đấy. Và nếu mà nó chưa vút, khi mà trong khi đó khi chúng ta lật cabin lên mà chúng ta nhìn tất cả mọi yếu tố từ bơm cho đến là tất cả ga lên nó chắc măng, nó hơi nó còn tốt mà đạp nó không vút, thì chúng ta chỉnh lại cái cửa dầu một xíu, cho nó ăn thêm dầu một xíu ở cái con ốc này đấy, và xem lại hệ thống lọc, lọc gió, rồi là những cái phần lọc tinh ở trong đây nó có bẩn hay không. Và khi mà làm tổng thành những cái điều đó ổn định rồi mà đạp nó không lên thì chúng ta có thể lựa chọn những mẫu xe khác, hoặc là chấp nhận mua một cái giá hợp lý làm lại máy là chuyện bình thường, xử lý lại. Thực ra cái máy cơ này nó đơn giản, nếu mà để mà làm định máy mà không vấn đề gì, không phải thổi gioăng, không phải hết nước, mà máy nó chỉ có hiện tượng yếu thôi, chúng ta làm lại hơi thì đâu đó chúng ta bỏ ra tầm chục triệu quay đầu là có thể ngon trong vòng đâu đó 2 năm, 3 năm rồi đấy. Thì để mà tôi nói ra điều này để mà bạn có thể ứng chừng, ác chừng được cái tầm tài chính. Tại sao tôi không nói nhiều về máy? Tại vì máy cơ nó đơn giản hơn máy điện. Máy điện thì tôi không có nhiều kinh nghiệm cho nên tôi chưa dám nói nhiều. Máy cơ thì tất cả nó suy cho cùng nó về giá, cho nên chọn một chiếc xe máy cơ, máy ok rồi thì chúng ta xem kỹ phần thân vỏ, xem thật kỹ phần thân vỏ của tôi, tại vì nó quyết định đến giá trị của một chiếc xe. Đời nhà chín thì xem xe như nào, nó có thể sơn lại nhưng vỏ nó càng mỏng càng tốt, máy nó có thể ra rồi nhưng tốt, đạp nó vút là được. Sàn sóng thì những chiếc xe đẹp là những chiếc xe mà sàn sóng nó không cong võng thì khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ ok hơn rất là nhiều, tại vì nó cũng là chuẩn sóng tải của xe mà. Nó càng đầy đủ rồi càng tốt, điều hòa nó càng đầy đủ càng tốt. Như chiếc xe này, ôi nó có cả sàn inox ra anh em ạ, sàn inox biển Hà Nội, ok, sàn inox biển Hà Nội.
đời 2010. Đấy, 215 triệu. Vẫn linh động và thương lượng cho anh em thiện chí. Đây là chiếc xe đời 2009. Mua 205 triệu. Vẫn linh động và thương lượng cho anh em thiện chí. Khi báo cái giá đấy, giá đâu đó rất là nhiều anh em bảo là sao nó cao thế, sao nó cao thế. Cao thì biết nói làm sao bây giờ, cứ phải sờ tận tay, tay trận chán thì mới biết được. Có thể ở ngoài kia, có thể ở trong bãi đặt xe tải có những xe cùng đời rẻ hơn. Anh em cứ alo trực tiếp cho mình tư vấn chi tiết hơn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Quan trọng là phù hợp với công việc của bạn. Nói vậy thôi, nói dài thì nó cũng chỉ đến vậy thôi. Tuy nhiên muốn nhấn mạnh trong clip này, tiền nào thì vải đấy, xe gì thì hàng đấy. Chúng ta cũng đâu cần phải quá cố đâu, miễn nó phù hợp, liệu cơm cắp mắm, nó phù hợp với công việc của mình, nó ra tiền là được rồi. Khi chúng ta làm lên nhiều tiền hơn thì chúng ta đầu tư vào cái công cụ, làm cái cơ sở vật chất thì nó dồi dào hơn để phát triển càng lúc càng mạnh cái công việc của chúng ta hơn là được rồi, đúng không ạ? Thì đó là chia sẻ ngày hôm nay về cái tầm tài chính có lên đầu, có thêm cố lên không, và với tầm 200 triệu liệu nó có xứng đáng đồng tiền bát gạo để đầu tư hay không. Thì chúc tất cả quý vị và bạn luôn tự mình tự tin, tự chọn mua được những chiếc xe tải cũ chất lượng phù hợp với công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào.